giới thiệu với bà con máy phun thuốc sâu điều khiển từ xa, từ cuộn dây thu dây, tăng ga giảm ga, nổ máy cho các bác. Đây các bác ấn phím hộp ra dây, máy sẽ tự động ra dây. Đây là em đang bấm phím 1 để máy ra dây nhé. Cần phun là 10 bét nhé, tùy theo các bác thích vừa nhiều bét thì cũng 10 bét, 14 bét trở lên, 14 bét trở về, 14, 10 hoặc 7 bét thì theo mức độ lúa có tốt các bác đi có đi được nhanh hay không. Đây đang bấm ra dây đấy ạ. Máy đang nổ đấy. Bảy mươi đến 100 mét các bác nhé, 100 mét là ok. Đây là vẫn đang em đang vẫn bấm số 1 để ra dây đi. Đấy. Khi mà các bác đến cái điểm thích muốn phun dừng lại thì không? Bấm phím 4 này. Phím 4 là tăng ga này, máy sẽ phun này. Đó. Máy sẽ phun này. Khi các muốn đi về bấm phím 2 là máy được dây về. Đây là máy đang tự thu dây về các bác nhỉ. Hiện tại là cần phun này là 10 mắt. Phím 2 là đi về đấy. Đã bấm giữ được máy tự thu dây nhé. Về thôi.
từ xa khoảng cách 100m các bác có thể bấm tăng ga, giảm ga, ra dây này, cuộn dây về này. Đó, máy đang ở tít xa kìa. Đây là tốc độ full đấy ạ. Gọn gàng và rất là nhẹ nhàng. Máy tự xếp dây các bác thì một mình các bác cũng phun được. Cho xe lôi một cái thùng. Nếu không muốn phun thì có ấn phím 8 để giảm ga nhé. Đấy, máy tự động giảm ga. Ấn phím 2 tiếp tục thu dây về. Giữ phím 2 này, thu dây về này.